Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp lần này với khối lượng công việc rất lớn kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Các đại biểu sẽ xem xét hàng chục báo cáo quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp. Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 34 nghị quyết quan trọng. Chủ trì kỳ họp gồm có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân, tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Đến nay, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có những chỉ tiêu vượt mạnh so với kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế 9,56% so với kế hoạch là chúng ta đặt ra là 6,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt ngưỡng 11.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Nổi bật là ngành du lịch tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 130%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,9%. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, công tác an sinh xã hội được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta vẫn có những khó khăn hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là những hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế còn khó khăn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn, một số công trình trọng điểm chậm tiến độ đề ra. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ. Tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế, thiếu cán bộ y tế, thiếu giáo viên chưa được khắc phục. Một số loại tội phạm ma túy, buôn lậu, cho vay nặng lãi có nơi, có lúc diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại và xem xét quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của năm 2023. Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh có rất nhiều nội dung, thời gian chương trình làm việc khá chặt chẽ. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động kỳ họp, chủ động nghiên cứu, có nhiều ý kiến thảo luận góp ý xác đáng, quyết nghị chuẩn xác vì sự phát triển chung của tỉnh, niềm tin và mong đợi của cử tri và nhân dân. Tôi cũng mong cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10.